chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh Nhà Đất Đồng Nai. Hôm nay em quay cho quý anh chị và nhà đầu tư một cái lô đất giá rẻ tại dự án Richland, thị trấn Hiệp Phước, đất đô thị anh chị. Lô đất hôm nay nằm trên cái trục đường từ Nam lên Bắc, ngay khu công viên nhỏ của dự án Richland anh chị nhé. Lô đất hôm nay em quay cho anh chị là một cái lô đất giá rẻ tại dự án, giá sàn luôn anh chị. Giá là 2 tỷ 250 triệu anh chị nhé. Ngang 5m, dài 20m. Vị trí là ngay cái cây này, ra 5m. Đất sạch đẹp, không dính cống trụ anh chị. Đất đô thị 100%, bán giá 2 tỷ 250 triệu cho 100m đất đô thị tại dự án Richland, khu vực cực kỳ tiềm năng tại thời buổi hiện tại anh chị nhé. Có dự án Vumada 20 hecta đang xây dựng, dự án căn hộ cao cấp Fiato, cũng như là kênh bà cấy và khu công viên chợ đêm 1 hecta. Quay cho anh chị xem trục đường này là từ Nam lên Bắc. Anh chị lại tới ngõ ba nữa là có khu công viên rộng 3 sào nằm giữa dự án Richland anh chị nhé. Đối với dự án Richland, nhờ dự án Thăng Long Home Hiệp Phước có tổng là 3 khu công viên anh chị. Chia sẻ cho quý anh chị và nhà đầu tư cái lô đất nhé, ngay cái xe của em luôn, ngay cái cây đó, qua 5m. Đường thì là đường nhựa 17m anh chị nhé, lòng đường nhựa là 9m, mỗi bên đi bộ là 4m anh chị. Quay lại cái lô đất cho anh chị xem. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả. Về cái tiện ích và tiềm năng để anh chị đầu tư dự án Richland, cụm bao của dự án Richland, dự án Thăng Long Home Hiệp Phước và dự án Gumaland đang xây dựng với tổng diện tích là 40 hecta. Trong đó thì dự án Richland và dự án Thăng Long Home Hiệp Phước hiện tại mặt tiền đường 25B là tổng 20 hecta anh chị. Xung quanh khu vực này về tiện ích cũng như là cái tiềm năng để anh chị đầu tư thì khu vực này chủ yếu là tập trung về thương mại dịch vụ, đất quy hoạch chợ, cũng như là cái khu trung tâm mua sắm của huyện Nhân Trạch anh chị nhé. Còn lại là khu chợ đêm, đó là cái khu đất rộng 2 hecta nằm dọc tuyến kênh bờ ký, đấu nối trực tiếp vào đường 25C sân bay quốc tế Long Thành, nằm giữa dự án Richland là có khu công viên rộng khoảng 3 sào. Đây anh chị nhé, anh chị theo cái hướng đông thì anh chị ra khu công viên rộng 2 hecta dọc kênh bà ký, để em chạy xung quanh cái khu vực sơ bộ cho anh chị và chia sẻ cho anh chị cái tiềm năng khu vực này cũng như là cái tiện ích.
đây là khu công viên rộng 2 hectare nhằm phục vụ cho văn hóa và du lịch, là khu chợ đêm của Hiệp Phước trong tương lai anh chị. Rộng 2 hectare có các cái hoạt động về giải trí, ca sĩ hoặc là khao đao rồi anh chị nhé. Em nghĩ là sẽ tổ chức tại khu vực này, khu vực công viên rộng 2 hectare ở dự án Richland. Bên cạnh cái khu công viên là cái đường kênh Bà Ký. Đường này thì kết nối trực tiếp từ khu vực của thị trấn Long Thành về đường 25C vào sân bay quốc tế Long Thành anh chị. Hai bên là có hai cái tuyến đường như anh chị, dọc cái kênh Bà Ký này và khu công viên rộng 2 hectare. Để em quay ra phía trước cho anh chị xem về cái dự án Gourmetland, cũng như là khoảng cách từ dự án Richland này tới sân bay quốc tế Long Thành. Thì cái dự án Richland này là mặt tiền của nó là đường lộ 25B đường Tôn Đức Thắng, xe đi ở ngoài anh chị. Thì từ vị trí này anh chị ra tới quốc lộ 51 là khoảng 2 km. Từ quốc lộ 51 anh chị vào trung tâm sân bay quốc tế Long Thành, vào rìa sân bay quốc tế Long Thành anh chị là tầm 4 km nữa. Thì tính vị trí từ dự án này tới sân bay là khoảng 6 km anh chị nhé, khoảng 6 km. Con đường phía nam này hướng em quay là qua hướng tây, hướng ra kênh Bà Ký là hướng đông. Con đường phía nam này là con đường rộng 40 m quy hoạch. Thì theo cái hiện hữu hiện tại á, thì đường này là rơi vào khoảng 12 m rồi anh chị nhá. Sau này là mở rộng cơi nới thêm. Đường này là đường kết nối từ đường Hùng Vương, anh chị nhé, đường hiện hữu mấy chục năm của huyện Nhân Trạch, ra tiến kênh Bà Ký nhằm phục vụ cho cái khu vực 2 hectare anh chị. 2 hectare khi nãy em chia sẻ cho anh chị đó là trung tâm văn hóa thể thao của huyện Nhân Trạch. Tương lai là cái khu vực nó rất là đẹp anh chị nhé, nhưng mà hiện tại thì nó sơ sát, chưa có anh chị đầu tư lâu dài thì khu vực này là cực kỳ sáng. Thank you.
tới đây là mặt tiền của dự án với đường lộ 25B anh chị. Đường lộ 25B thì tương lai là sẽ có đường sắt trên cao ở giữa anh chị nha, đường sắt cao tốc. À, ra quốc lộ 51 là 2 km, vào sân bay quốc tế Long Thành 4 km, nữa là 6 km. Phía trước là dự án Gumanen đang xây dựng anh chị. À, cái đó là tòa nhà Galaxy bán hàng của dự án Gumanen. Chia sẻ cho anh chị về cái tiện ích và tiềm năng của dự án Richland thuộc thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn anh chị đã xem video của Sông. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp, giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Liên thông gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.